Bếp cô Tư xin chào các bạn. Hôm nay cô Tư và các bạn vào bếp chiên món cơm. Cơm chiên cá dứa ớt hiểm xanh nha các bạn. Cơm chiên cá dứa ớt hiểm xanh. Nguyên liệu gồm có một dĩa cơm, khoảng 2 chén nha các bạn. 2 trứng gà, ớt xanh, nửa chén nhỏ ớt xanh, gừng, tỏi, tỏi đập dập nha, hành lá. Và đây là cá. Đây là cá dứa, khô cá dứa mình đã hấp chín rồi nha các bạn. Đây, mình đã hấp chín rồi. Bây giờ mình sẽ xé ra. Bây giờ bước đầu tiên thì bây giờ mình xé khô nha. Bây giờ mình sẽ xé khô ra. Khô này các bạn mua về, các bạn rửa lại sạch sạch. Xong rồi các bạn hấp lên. Hấp lên nó chín ra xong rồi bây giờ mình mới xé. Tại vì nó còn xương các bạn. Mà các bạn nếu cơm chiên này các bạn có thể là chiên cá sủ, chiên cá sặc rằn cũng được nha. Chứ không phải đặc biệt là cá này không đâu nha. Cái này là khô. Khô cá. Đây. Này là cá dứa nha các bạn. Mình xé mình lấy cái nạc ra. Khô cá dứa. Các bạn có thể làm khô cá sủ, khô cá sặc cũng được hết nha. Cũng rất là ngon. Nhưng mà mình cũng nói cho các bạn lưu ý, nếu mà các bạn mua khô mà vừa ăn thì thôi nha. Về rửa sạch rồi mình hấp lên rồi mình một lát nữa mình sẽ cháy nó trở lại. Cháy cho nó vàng, nó thơm giòn trở lại nha. Còn nếu mà các bạn mua khô nào mà lỡ mặn quá thì mình về mình bỏ vào một chút xíu muối. Mặn nhưng mà các bạn cứ bỏ vào một chút xíu muối đi. Bỏ vào một chút xíu muối các bạn ngâm. Ngâm khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Nó sẽ nhả chất mặn ra, chất mặn ra bớt. Rồi các bạn rửa lại sạch sẽ. Cái này là cái da nha các bạn. Cái da rất là ngon. Mình sẽ sắc ra chứ mình không bỏ đâu. Cái da cá này rất là ngon. Khô cá dứa nè. Mình chiên với ớt hiểm xanh, với trứng gà. Bây giờ xương này là mình bỏ. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên. Mình sẽ chiên nó. Đây, cái da nó là vậy. Da sắc nhỏ ra. Cái da này các bạn cháy ăn rất là ngon nha. Rất là béo. Mà các bạn chiên cái này á, mọi người có thể là mua thêm là dưa leo hoặc là củ cải đỏ, tất nhiên là củ cà rốt đó. Rồi hoặc là đậu que, đậu đũa gì cũng được, nó sắc thêm cho có màu sắc. Còn mình thì mình chỉ làm đơn giản thôi. Các bạn có thể mua thêm làm thêm vậy, mình không làm nhưng mà mình sẽ nói để mà hướng dẫn các bạn thôi chứ mình không có làm đó. Tại vì ở nhà mình có gì mình làm ra mình ăn đại, cái này là rất đơn giản. Còn mấy mình mua thêm cái này kia nó cũng rất là cầu kỳ. Nhưng mà các bạn muốn đẹp thì các bạn cứ mua thêm để mà mình chiên, mình xào cho cái dĩa cơm của mình hấp dẫn hơn. Còn đơn giản là mình chiên là khô cá dứa, chiên cơm với ớt hiểm xanh. Thành ra mình làm rất là đơn giản. Mình hướng dẫn các bạn đơn giản thì các bạn có thể là đơn giản lúc nào các bạn ăn cũng dễ dàng hơn. Trong gia đình các bạn, trong tủ lạnh các bạn có thì các bạn thèm các bạn cứ làm ăn. Rất là dễ dàng. Thì mình cũng hướng dẫn thêm cho các bạn là vậy đó. Và có thể mua thêm củ cải đỏ, tất nhiên là cà rốt đó các bạn. Rồi đậu que, dưa leo. Tất cả mà thích cái gì các bạn có thể mua vô làm cho nó có màu sắc, nó rất là đẹp. Còn mình chỉ đơn giản làm gì nó cũng ngon thôi. Nó ngon nhưng mà nó không được đẹp mấy, nhưng mà nó rất là ngon nha. Bây giờ mình đã bắt cái chảo lên. Mình bỏ vào khoảng một muỗng dầu ăn nha. Giờ dầu nóng là mình sẽ bỏ tỏi vào. Nếu tỏi chiên cơm thì mà các bạn nên là đập dập thôi nha. Đừng bầm nhuyễn. Bầm nhuyễn không ngon. Tại vì mình chiên cái này là không, mình không để cho nó vàng quá là không ngon nha. Nó chỉ bốc mùi hơi hơi thơm của tỏi lên là đã được rồi nha các bạn. Mình cho gừng vào luôn nha.
tất cả các loại cơm chiên. Nói về cá mặn và cá khô này thì mọi người nên bỏ vào một miếng gừng, nó mới thơm. Còn cá mặn thì nếu mà các bạn mua cá sủ nó rất mặn nha. Còn khô dứa này nó không mặn đâu, nó vừa ăn ngon, thật là ngon luôn, vừa ăn lắm. Mà nếu lỡ mà mọi người mà mua mà lỡ nó hơi mặn thì về bỏ vào một chút xíu muối, ngâm khoảng 15 phút, 10 phút, 15 phút thì nó sẽ già nhã cái chất mặn ra, rồi mình xả lại sạch, rồi mình đem vô mình hấp. Mình hấp rồi mình sẽ xào ra, vậy xé ra xào. Còn các bạn mà ăn cơm á, rồi rửa sạch sẽ rồi các bạn để cho ráo rồi chiên ra để mình ăn cơm. Còn cá sủ cũng vậy nữa, mua về là nó mặn lắm, mắm cá sủ là nó mặn, thiệt là mặn luôn. Về là buộc phải ngâm thôi, ngâm nước muối qua cái cho nó nhả, xong rồi bắt đầu là mình mới hấp. Hấp rồi mình mới chiên sơ, mình xé ra mình xào, bắt mỡ tỏi vậy nè, mình xào lên cho nó thấm, cho nó thơm. Cái này là dậy mùi thơm mà nha mọi người, dậy mùi thơm mà. Không để cho tất cả mấy cái này nó vàng quá. Đây, kế tiếp mình sẽ cho cá vào. Thơm lắm. Cá này nó sẽ hòa quyện vào tỏi và gừng nên nó rất là thơm, rất là ngon. Nó không còn cái mùi tanh của cá khô nha. Cá mặn các bạn cũng nên làm như vậy. Bây giờ kế tiếp mình sẽ cho ớt vào nha. Cho hết ớt vào. Hồi nãy mình lấy cái chảo kia nó dính quá, mình sang qua cái chảo chống dính. Ớt hiểm xanh này ăn rất là thơm nha, thơm lắm. Cái này ớt hiểm rừng nè, chứ không phải ớt hiểm mình trồng đâu. Hiểm rừng là tái chút không à, mà thơm lắm. Bây giờ kế tiếp mình sẽ cho cơm vào. Mình đảo đều lên. Mọi người nên chiên là mình bỏ ít dầu thôi nha. Hồi nãy mình bỏ chỉ có một muỗng thôi. Bỏ nhiều quá ăn ngán lắm. Cá khô này nó cũng đã có chất dầu qua rồi. Chất mỡ của nó, mỡ cá khô á. Khô này khô dứa rất là ngon. Mình xào cho nó thon cái hộp cơm lại, nó mới là ngon nha. Mình xào cá khô vậy là mọi người biết sao không? Là khô nó sẽ tơi ra. Nó tơi ra, nó sẽ què hòa quyện vào trong cơm của mình luôn. Nó thấm trong cơm luôn. Nó nhỏ nhừ nên mình ăn miếng cơm nào mình cảm giác như là rất ngon. Bây giờ mình đã đập hai cái hột gà ra rồi, mình sẽ đánh ra. Một chút mình sẽ cho vào cơm cho nó ngon. Giờ mình sẽ chế hột gà vào nha. Một chút nữa mình sẽ cho gia vị sao. Tại vì khô này khi mà mình đã chiên với cơm rồi thì nó cũng đã muốn vừa ăn rồi, nên mình chỉ thêm chút ít thôi. Đây là cái chén hột gà hồi nãy.
mình sẽ bỏ vô đây 1/3 muỗng tiêu. Nửa muỗng cà phê bột diêm gà nha. Một phần ba muỗng cà phê bột ngọt nha mọi người, tí xíu thôi, không có bỏ nhiều nó sẽ không ngon nha, bỏ nhiều ăn là không có tốt cho sức khỏe nha. Vì khô đã có chất mặn rồi nên mình cho vào đây là khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng, 2 muỗng. Mình sẽ quậy đều lên. Mình sẽ cho vào đấy 1/3 muỗng cà phê đường nha. Bây giờ mình sẽ rưới gia vị vào nha. Thơm quá thơm. Gừng, hành, tỏi, ớt nó vào vị là rất là thơm luôn. Cũng xin nói với các bạn, với hồi nãy mình cũng nói rồi, bây giờ mình cũng nhắc lại các bạn, nếu mà cứ muốn ăn cà rốt hay là đậu que hay là dưa leo gì các bạn muốn làm cho có màu sắc đó thì các bạn cứ sắc bỏ vô nha, sắc hột lựu bỏ vô cũng rất ngon nha. Có muốn ăn gà thì luộc gà xé bỏ vô cũng được, nhưng mà mình thích là khô cơm chiên cá dứa ớt hiểm xanh, thành ra mình chỉ là muốn làm là đơn giản vậy thôi, không có màu mè nhiều, chỉ đơn giản vậy là rất là ngon rồi. Ăn ớt nó cay cay the the rất là ngon nha. Thơm lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chút hành vào nha. Bạn ở nhà mà có khô cá gì, cá lù đù cũng được, cá sặc cũng được, rồi cá dứa cũng được, rồi cá sủ cũng được, nhưng mà không có cá sủ thì các bạn cứ làm mấy loại khô để mình vừa kể trên đó, thì món nào mình vẫn chiên cơm cũng được, vẫn ngon hết nha. Nè mọi người thấy không, rất là đơn giản nhưng mà rất ngon nha, các bạn ăn trúng ớt ngon lắm nha. Bây giờ mình sẽ xong rồi, bây giờ mình sẽ múc ra nha. Mình làm vậy là nó vừa luôn rồi đó. Mình xài là bột ngọt rất ít nha, các bạn mà ăn bột ngọt nhiều thì cứ bỏ thêm bột ngọt nha. Mình xài chỉ là có 1/3 muỗng cà phê bột ngọt thôi, chỉ cái đầu muỗng thôi, mình không có xài nhiều. Còn các bạn nào thích ăn bột ngọt nhiều hoặc là đường nhiều thì các bạn cứ bỏ thêm theo ý gia đình mình nha. Còn mình nghĩ là ăn bột ngọt nhiều quá nó sẽ có hại cho sức khỏe, nên mình gia đình mình ăn ít lắm, không có nấu gì mà bỏ bột ngọt nhiều hết trơn. Rồi bây giờ cơm của chúng ta cũng đã săn lại rất ngon nha. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Đây là món cơm chiên của cô Tư đã xong rồi các bạn. Cái này là món cơm chiên cá dứa ớt hiểm xanh nha. Bây giờ cô Tư đã hoàn thành món ăn này rồi, cô Tư cũng mong muốn các bạn làm món này ăn thử nha các bạn, coi coi nó có ngon không nha. Các bạn cứ làm theo công thức của mình nha, làm thử có ngon không. Bây giờ cô Tư, món ăn của cô Tư đã hoàn thành rồi,
Giờ cô Tư xin chào các bạn, chúc các bạn luôn được nhiều sức khỏe nha. Nếu các bạn yêu thích bếp cô Tư thì hãy ủng hộ, đăng ký và chia sẻ với bạn bè giùm cô Tư nha. Cô Tư xin chào.